Đây là vườn cây thứ tư của anh Thủy ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. Xin chào tất cả anh em. Đây là một đôi long cổ đây. Đôi này già lắm. Cái này chân bệ đẹp nhỉ. Quay xa cái này này. Anh đứng sát hẳn vào trong một tí. So sánh chủ vườn với cây long cổ này. Anh Thủy là cao 1m75. So sánh chủ vườn với cây long cổ này. Bông tán được làm mịn, quả chín vàng này, cây này cũng mịn, cả hai cây đều là chất xanh Nam Điền xịn, thân nổi những u tật đấy hết, già chân bệ bạt, chân bệ lại rất đẹp luôn. Những cắt hết rồi. Vườn này lười chơi phun sâu quá, nó lá nó không được đẹp. Cũng là đẹp nhưng mà không được bóng. Đây là hát lên chậu. Đây là những bộ lan cổ rối. Chỗ này là những cây là hạ đã lên chậu này. Cây này bông tán cũng tương đối mịn. Cơ bản là cũng là chỉ việc chơi nhỉ. Khu vườn này thì chủ yếu là tùng la hán. Khu vườn này thì anh Thủy trồng cũng thưa, không trồng mau như những khu vườn trước nên có thể dễ quay hơn một chút. Để quay kỹ một số cây để quý vị các bạn xem. Vườn này là em làm những hàng thành phẩm, ví dụ như anh em nào có nhu cầu đắp đồi hoặc là chơi những cây để cửa nhà trang trí thì đến đây xem trực tiếp hoặc liên hệ với mình sẽ tư vấn. Như cái này thì khoảng bao tiền này anh Thủy nhỉ? Giá dao động khoảng tùy theo cây, có những cây nó chỉ 2 triệu, 3 triệu. Cụ thể cái này khoảng bao nhiêu? Cây này đang quay đây.
cỡ đủ loại. Cây này khoảng bao tiền anh Thủy nhỉ? Cây này 4 triệu cây tùng này. Cây này dáng đẹp. Dáng rất đẹp. Vườn nhà mình có rất nhiều các kích cỡ chủng loại, rất nhiều kích cỡ về nói về là hán. Rất nhiều tùng la hán, kiểu dáng kích thước cũng rất là đa dạng.